Đéo thì được thôi, thế thôi, đéo phải đi đâu. Không, phải dám chạy đâu. Các bác này là bác ấy là ưa lặng chứ không ưa nhẹ các bác nhá. Một lần nữa xin cảm ơn các bác rất nhiều. Em cảm ơn anh nhá. Em chào anh, em cảm ơn anh nhá. Có vấn đề gì anh cứ gì mai em lại vào. Vâng, vâng. Cảm ơn anh nhá. Hẹn gặp lại anh nhiều. Vâng, 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 vâng. Cảm ơn anh. Vâng, vâng. Buộc nhau cứ để tôi thở là được. Anh chỉ cần ngồi đây, có dây đây, anh cứ hơi đá một tí. Đấy nhá, 4733X đi Hải Phòng cho các bác thủy nguyên nhá các bác nhá, hơi tối một tí. Ông này tối quá, mở cái cửa đấy. Cái cạnh này là cái cạnh này không được đâu. Cái cạnh này. Cái này trước hết đấy. Ok các bác nhá. Rất vui rồi các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều đã nhiệt tình qua ủng hộ bên Cao JBL. Anh gì nhỉ? Anh kết ở Hà Đông và qua ủng hộ em Cao một cục Grau 5000 đẹp nhất từ trước đến nay của em Cao chứ không phải là của các bác nhá. Là một cái sản phẩm mà của em Cao đẹp nhất từ trước đây đã từng gặp cục 5000. Và bác Hải Phòng tiếp tục lại là 4733X đang chim mừng còn chưa biết bác có đậu hay không thì các bác hãy theo em rơi vào clip sau các bác nhá. 4733X còn đây là một trong những model cực kỳ thần tượng của rất nhiều các bác chơi cờ rao. Thì trước đây em cũng đã nói với tất cả bác rồi, em không có chê, nhưng mà vấn đề là các cái phân khúc để chia ra để cho các bác nắm rõ được rằng cờ rao nó như thế này, lắp đúc bần nó như thế này, cờ rao Intech nó như này và bao shop nó như thế này, để tùy theo cái định hướng của các bác chơi. Chứ còn bảo là em không phải là dìm hay chê, tại vì tại sao em vẫn đang bán chứ không phải là không. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều và em đã cũng chia sẻ một chút thôi. Một cục 5000 đẹp xuất sắc từ trước đến nay của em Cao đã gặp các bác nhá. Còn là em luôn có cờ rao chứ không phải là không có cờ rao để phục vụ tất cả các bác. Các bác đến bên em Cao sẽ có cả Intech 6000 các bác nhá. Intech 6000 này, Parasoft X4 này, Lab Lupin này, rồi là LA48. Thế thì mỗi tai, mỗi người, mỗi khác. Thế nhưng mà cái chất âm mà cái phân cấp thì các bác cũng đã nghe em Cao giải thích rất là nhiều. Cho nên một lần nữa là chúng ta nó là trò chơi, thế cho nên là các bác thích gì là chơi đó thôi. Còn một cái phần phân tích dù sao mình không thích thì nhiều khi là về nó rất là khó. Cho nên là một lần nữa là các bác nếu muốn được sở hữu những sản phẩm mình yêu thích nhất thì các bác hãy qua em Cao để chọn lựa, so sánh, để các bác chọn lấy cái sản phẩm mà mình ưng ý nhất các bác nha. Em xin cảm ơn anh Kết rất là nhiều và cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay quá đông vui luôn, nãy thôi nhưng mà vui.
Đấy, nãy ít thôi, ít một tí thôi nhưng mà rất vui các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác clip gần nhất. Chào tất cả các bác nhé. Vừa rồi các bác nghe những tiếng tí tách của 47SL4733X thể hiện một trong những model mà càng ngày càng hiếm, và những người hâm mộ cũng như sành chơi thì thông thường vẫn rất thích những model mà càng ngày càng hiếm. Cho nên một lần nữa là nếu như có những cặp mà 4733X nó đẹp một cách xuất sắc như này thì em phải khẳng định rằng rất hiếm trên thị trường. Không phải là không có nhưng rất là hiếm các bác nhá. Cho nên một lần nữa để tuyển chọn những đôi đẹp xuất sắc như thế này thì em cũng rất ít khi mà có thể về được. Vì nếu như là dòng mà tương đối mà dòng mà hàng không đạt tiêu chuẩn thì rất là nhiều. Cho nên một lần nữa thì các bác mua đâu thì mua, nhưng miễn làm sao cảm thấy uy tín thì các bác hãy lựa chọn cho mình những anh em bán hàng uy tín thì các bác gửi niềm tin các bác nhá. Nhất là cái model mà LA48A có thể đánh cặp 473X này cực hay và chi tiết. Cái tiếng tép thì phải nói cái dải sáng của nó cực phê luôn. Các bác nào muốn thưởng thức thì hãy qua em Cam. Và xin cảm ơn tất cả các bác Hải Phòng rất là nhiều. Một lần nữa lại trở về Dương Quan, Hải Phòng các bác nhá. Con cho nhạc lên thêm một tí nữa cho các bác nghe.
Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy em ở Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Mọi sự tư vấn các bác có alo, có thể các bác cũng chưa có những cái model của mình tại Cam Gmail Hoàng Mai thì các bác alo em Cam. Có thể những sự tư vấn của em mà giúp cho các bác đỡ phần nào kinh tế thì em cũng sẽ cố gắng để trả lời tất cả các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất. Trong ngày mai em sẽ set up một bộ cấu hình tương đối khủng tại Hà Đông các bác nhá. Các bác đừng quên hãy cho em Cao xin một like và xin cảm ơn tất cả các bác Hải Phòng rất nhiều các bác nhá.